Được rồi nè guys. Cái này mình hai đó. Hai đó chạy vô. Cái này gánh thiệt á. Window shopping. Ủa thằng nó quen Kevin sao kêu Kevin vậy? Cái học chung. Hả? Chắc là học chung. Chị xong rồi. 15 phút. Hai à? Kênh 15 phút nữa đây kênh. Sáu giờ và bảy giờ mấy rồi? This is a mall which is called the shops at Wiregrass. What? How you go shopping? Bây giờ chúng ta đi window shopping. Xin giới thiệu với các bạn, đây là mùa đông. Hôm nay là ngày 2 tháng 1, 2020. Tắt qua nhà mà. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn mặc áo thun nhé. Còn những người mặc quần đùi như thế này đi lạc vẹt lạc vẹt. Ở Vũ á. Ở mày kia kìa. Thấy chưa? Cái này là mùa đông nghe, trong phải mùa hè nghe chưa? Thấy không? Thấy không? Dân chơi mùa đông ở đây mặc đồ gì không đó? Đi tắt qua chợ thay không kiếm không? Thời điểm này mà New York mặc đồ cái này ra là pantalon. Không mình nói. Quíu. Quíu. Nhưng mà đó, chúng tôi vẫn mặc quần đùi. Áo thun lá. Bây giờ mình qua đây rồi, qua đây là shop rồi. Thường thường ở đây là mùa tới mùa Noel thì ở đây thường thường ta tổ chức đốt đèn Noel như hết đèn Noel rồi hết mùa Noel người ta lấy đèn xuống ở chơi cái đèn kia. Có ca nhạc bữa nay cũng hết ca nhạc thì New Year có ca nhạc đây New Christmas Cookie ca nhạc đây. Còn hai thằng giặc này đang giỡn. Nghe chưa? I do a poll on you kid. Chỗ này để dành cho các chị vô đây. Chỗ này là hơi bệnh mỏi. Đây, STP mày khói à? Lấy xe đi luôn hả? Lấy xe đi luôn hả? Đậu xe đâu? Dạ, đậu xe đâu? Đậu xe sao đó? Ở đó luôn lại, sẵn lấy xe, đậu đây mới công đi bộ lại. Come on, Nathan, you want to record? Yeah. Đâu có chung à? Bùa đời ăn kem nè. Đi
you recommend for people to buy this? Yes. Right here. M-E-N. C-H-I-E apostrophe S. We're at the yogurt place. Who are you? Hello các bạn, đây là tiệm yoga nằm ở The Shop ở Wesley Chapel. Thì đây trong những tiệm làm ngon nhất trong vùng này, không nói là ngon nhất hay nghe mà nó chỉ ngon nhất trong vùng này thôi. Thì hồi xưa mình có ăn cái nhiều chỗ bán cũng rất là ngon. Mà chỗ này thì mình thấy ăn tạm được, tại vì có lần khác mình ăn ở chỗ khác thì cũng được thôi, không mà chỉ có chỗ này là ngon nhất. Chỗ này là nằm ở The Shops, mua ở Wesley Chapel. Nếu các bạn đã dùng này thì ghé vào đây ăn lần cho biết. Ở trên đường Bruce Vidal ở gần New Tampa nó cũng có một tiệm nữa mà mình ăn mấy lần đó. Như nó không được, nó không có nhiều cái topping, thì mình không có nhiều lựa chọn hơn. Mà ở đây thì có nhiều lựa chọn hơn chỗ khác, mấy chỗ khác. Đến là ăn thử cho biết nha. Đi chơi mà ngồi chọn là chơi game không? Super perfect. 3.000 thì 64 đấy. Đi ăn kem mà sao quý vị toàn disc đang bàn cãi về nail không vậy? Thôi đi làm 500 cũng phế lắm. Đây em nghĩ. Không mua kem ăn review à? Không tiền đâu mà. Không tiền, ok mua cho. Cũng mới nói làm 2 tuần 3.500 rồi ăn không tiền. Ừ. Bá đạo. Ủa lái nhanh man. He's speeding man, he's speeding. What's up yo, what's up yo? What's up? He's speeding man, you guys speeding. No food. Why would I take a dump no food? In the bathtub? What's wrong with this? What's wrong with this? What's wrong? That was what's wrong? Said what's the menu? What? Wait. Plenty of food to take. No more. Bữa hổm kêu mực chiên tỏi á, mấy này nó dớt vô đem ra cái làm à, nhân vật này giống hơi giống như nhân vật này. Có cái gì đó nó giống giống nó lăng láng. Hay chưa? Nãy giờ giờ lấy không? Giờ quá. Giờ quá cũng tung bất tự trên dưới. Sạch sẽ luôn hả? Hồi nãy thấy như vậy thôi. Mà sao cái bàn nó gần nhau quá vậy? Chơi luôn bikini. Menu này. Đây là ai muốn ăn món thịt heo thì nằm đây. Ở đây nó cũng bán hết khó. Người nào muốn ăn món thì nằm đây. Hai mấy người mà nó cũng bán hết khó luôn nè. Hot pot in there, slam gì nữa nè. Okay, let me admit something. How did you get there? Cũng chưa làm vừa ăn rồi. How can you? Oh, you're gonna die. Not from the spice, but from the taste. Thấy không? Thấy không? Bây giờ thấy được. Muốn ăn ngon là phải mưu nói tình với lại theo mình. Let me turn the table. Không mà chắc nó phải ăn dài lần nữa với chung cái thằng này thì nó mới mấy miếng cơm. Lão ông bà có nhớ cái hiệu đó món gì chưa? Cứ hiểu trên video món gì. Giờ mình nghe món nào mình thử đó. Chiên dầu. Thấy mà chiên dầu. Solid but deadly. Ngon ha. Hả? Rồi Nam Đế bắt cá ở đâu? Nam Đế bên kia. New York hả? Cái nhà. Why are you dropping your water in the pool? Do you realize you have rice? Ooh, so hard. Chuyện dịch này ăn vô chừng rung tay nha. Chuyện dịch này vô. Vậy là ngang. Giống như mấy... Ăn chừng rung tay á. Hơi mặn. Cũng được. Chua một tí xíu ngon hả? Chua không? Mặn. Hơi mặn thiệt. Hơi mặn. Nhớ nghe.
Cái này ăn được nha, cái kia hơi mặn nha. Cái này mì, cái này mì view. Càng với đồ chua thì đỡ. Đây là review thật tình nè. China Huang, đừng qua đời với Armenia. Tham bạc. Mực tiên chiên giòn thì ngon. Gà chân gà. Gà hủ xương, gà hủ xương này hơi mặn quá. Chọn cái đầu chua thì nó đều qua lại. Biết ông chủ cứ đứng đây, ông chủ đứng đây nhìn là mình đừng giận nha, mình nói thiệt ra. Là mình đang cái nào ngon mình nói ngon, nào dở mình nói dở nha. Canada crabs. Sao cô Tiên ăn xong rồi review thử cái ngon cô Tiên chấm được bao nhiêu điểm? Canada crab nè. Thấy làm hết tô cơm đó mới về nha. Hết tô cơm đây. Thấy thì chỉ chị với chị nó tô cơm hết. Tô cơm bắt đầu là về. Không ăn gì khác chứ ngoài tô cơm đây. Vì mấy sâu cũng giống như là đó. Ừ. Nhìn đặc biệt giống giống tàu hủ của Korea. Ừ. 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 Mực xào tổ ong hả? Yeah. Xin hỏi bữa nay sinh nhật của ai vậy? Gớt nữa hả? No, còn em sợ mập á, dạ mà em sợ mập. Ai không sợ mập mà thấy ai cũng mập. Vũ ăn kim tốn mà mày ngồi quay ngay chỉ ngay camera ngay mình luôn. Thằng mà nó ăn quay phim mà nó chờ nó ăn hay gớm liền. Nhưng mà sáng nào chị Tiên cũng đi tập thể dục hết mà sao mập. À rồi em đi tập thể dục mà. Giờ nãy giờ nãy giờ. Nhìn thấy mấy dĩa không là biết rồi nha. Nhưng mà sáng nào em thấy chị cũng đi tập có tí không hồn. Ở đâu để camera đang thấy nó dám ăn. Quốc sách luôn, còn còn mua cua đây không? Còn mua cua hả? Quay kiểu này đi nhé. Đó giờ, giờ. Món này là nhà hàng này là China Huang Seafood Restaurant. That's not the car, man. That is gay. That is not gay. Kevin is gay. I am not gay. No you. I hit the no you on you. I hit the no you. You have the whole backseat to yourself. That means I do this.